Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Dự báo giá vàng ngày 26 tháng 9, cả trong nước và quốc tế tiếp tục tăng trở lại. Giá vàng thế giới, giá vàng trên thị trường quốc tế sáng ngày 25 tháng 9 đã tăng trở lại lên 1.868,6 USD trên ounce, cộng gần 20 USD so với cuối ngày hôm trước. Kết thúc phiên giao dịch ngày 24 tháng 9, hợp đồng vàng giao tháng 12 cũng đã tăng 8,5 USD trên ounce, tương đương gần 0,5 lên 1.876,90 USD trên ounce. Giá vàng trong nước, tới 14:30 ngày 25 tháng 9, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết ở mức 55 triệu đồng trên lượng mua vào và 55,350 triệu đồng trên lượng bán ra. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55 triệu đồng trên lượng và 55,520 triệu đồng trên lượng bán ra. Tính tới 8:30 sáng ngày 25 tháng 9, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết ở mức 54,65 triệu đồng trên lượng mua vào và 55,10 triệu đồng trên lượng bán ra, tăng 250.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên liền trước. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC áp dụng cho khu vực Hà Nội ở mức 54,70 triệu đồng trên lượng mua vào và 55,22 triệu đồng trên lượng bán ra, tăng 250.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày 24 tháng 9. Tại Sài Gòn, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết ở mức 54,50 triệu đồng trên lượng mua vào và 55 triệu đồng trên lượng bán ra. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 54,70 triệu đồng trên lượng mua vào và 55,23 triệu đồng trên lượng bán ra. Dự báo giá vàng ngày 26 tháng 9. Theo các chuyên gia về dài hạn, vàng vẫn nằm trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, những đợt điều chỉnh trong quá trình tăng giá là không tránh khỏi và đợt điều chỉnh này khá sâu. Trong tháng trước, vàng đã mức cao nhất mọi thời đại. Đây là mức bứt phá mạnh mẽ, do vậy không có gì ngạc nhiên khi vàng điều chỉnh giảm. Cùng với đó, theo trang tin, các hợp đồng vàng tương lai khởi sắc lại ghi nhận phiên tăng đầu tiên sau 4 phiên. Đà sụt giảm gần xuống đáy 2 tháng của vàng đã làm sức hấp dẫn của kim loại quý đối với những người săn giá rẻ và gia tăng lực mua vào. Bên cạnh đó, đồng USD giảm nhẹ và các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tái khẳng định tiếp tục giữ chính sách tiền tệ nới lỏng cũng như hỗ trợ cho giá vàng đi lên. Dù vậy, một số chuyên gia nhận định đợt tăng giá đầu tiên của vàng đã qua đi và kim loại quý này sẽ còn giảm hơn nữa. Thậm chí vàng có thể xuyên thủng ngưỡng 1.800 USD trên ounce trong thời gian không xa. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.